Về học sao mà học trò toàn là điểm đờ mi đổ lại không vậy? Dạ. Thầy. À, học trò Đỗ Thị Nụ. Học sinh của lớp thầy Phúc chủ nhiệm phải không con? Dạ. À, rồi lên đây để được phạt hả? Phải công nhận trò siêng thiệt á. Tuần nào cũng chịu khó lên đây để được phạt. Đúng rồi, thầy nào trò đó danh sư xuất cao đồ. Cánh chỗ. Em học hành cái kiểu gì vậy? 10 câu mà làm đúng 2 câu là sao? Thầy ơi, em đã cố gắng rất là nhiều rồi. Đúng 2 câu là quá dữ rồi đó thầy. Thầy không thấy em cố gắng, mà thầy chỉ thấy em tối hôm qua ở nhà thầy đọc truyện tới khuya. Đâu có đâu thầy, em đọc truyện có 10 phút à. Mà lúc sau á thì Minh chỉ bài cho em. Lúc đó thầy về trễ thầy đâu thấy đâu. Trời ơi, chuyện đó nữa hả? Alo. Hả? Thiệt hả? Được rồi, giữ lại cho tôi xuống liền nè. Thằng này xuống sân thuộc vào cho tôi lẹ. Ủa, chú Mỹ Minh ơi, tối nay qua nhà tôi chơi không? Gia đình số 1 mới ra tập mới á. Từ nay bạn đừng có rủ Minh qua nhà bạn nữa. Ủa sao vậy Mỹ? Mình ghét thầy Phúc lắm. Những ai liên quan tới thầy Phúc mình cũng ghét luôn, kể cả bạn. Dù Mỹ kiếm chuyện trước mà chú. Kiểm đi. Học kỳ này hai đứa bị hạ bậc hình kiểm. Con nhắc lại với chú, tại nó kiếm chuyện với con trước chứ con có đánh nó cái nào đâu. Không đánh nó cái mặt nó vậy đó hả? Con không hề đánh nó cái nào luôn á, tự nó lao vô cái nắm đấm của con á. Thôi đủ rồi. Chú thiệt tình, người nhà ở nhau không à, mà chú làm gì với con á. Kiểm đi. Để là trường học chú cháu cái gì? Kiếm em á, tôi phải phạt nặng hơn. Thầy ơi, nín đi. Theo tôi lên phòng y tế. Dạ. Chú Phúc. Chuyện gì nữa? Chú bận lắm, không có thời gian đâu. Chú mới làm gì Du My đúng không? Du My giận con luôn rồi kìa. Thằng này, chú có thể nào vì con á mà chú dễ dàng với Du My hơn tí được không? Chú nói chú đang bận lắm, suốt ngày Du My. Chú Phúc. Thằng này, chú làm vậy mốt sao con có vợ chứ Phúc? Chú! Ủa, có gì vui với gì không? Không có gì à, mà Phúc. Dạ. Chuyện gì chị? Không có gì. Ba này bị gì vậy trời? Thần kinh đó trời. Good job. Cứ thà, cho anh đi. Cho anh. Hai đứa im lặng vậy. Nè, sao không lo học hành đi đọc truyện tranh hoài vậy? Cố gắng mà học đi. Chú nói với cô chủ nhiệm không truy cứu chuyện hồi sáng. Mẫn, cái thằng này bây giờ không nói chuyện với chú hả? Mình, hồi sáng con nói á, vì chú mà Du My giận con hả? Hai cái đứa này ngày là ngày gì vậy trời? Bi kịch quá vậy. Hai đứa cháu cùng giận chú mình trong một ngày. Sợ quá. Thôi sợ quá. Cô Bo, con có sợ không? Con sợ giống ba không? Con sợ hả? Thôi, giờ mình ra khỏi đây nha. Không thôi người ta ăn thịt mình đó. Nha. Hey, sao đây? Ơi, đi. Ai á?
Ba mẹ cô ba. Trời ơi, ông này lưỡi kìa. Gì con? Ba mẹ thay đồ nha, con mời ba mẹ đi ăn sáng. Đi ăn hả? Dạ. Được ạ. Thôi con ơi, trời ơi, lâu lâu mới kiếm được đồng tiền quý giá. Tiết kiệm đi, hà tiễn hà tặng lại. Mẹ, lâu lâu gì, tại bây giờ ảnh kiếm được tiền rồi, phải đãi nguyên một nhà một bữa lớn mới đúng á. Đúng. Trời ơi, cái gì tôi nghe nói ăn sáng mà ăn ở đâu? Ăn nhà hàng có gì đâu, trời, lâu lâu ăn lần mà không sao đâu. Con ơi, đi ăn sáng tôi thì ở đâu ăn cũng được, đi vô nhà hàng chi mắc lắm. Bà nói gì kỳ vậy? Con nó mời ăn sáng, à nó làm kiếm tiền được, mình phải đi ăn, đi nhà hàng phải không con? Dạ. Ủa, hồi nào vậy ông có vô nhà hàng ăn sao mà ông háo hức quá vậy? Dạ. Bây giờ nè, mọi người thèm gì nói đi, tôi nấu ăn sáng cho ở nhà. Không, bà nấu ăn ngán muốn chết rồi, mấy đứa nhỏ đâu con? Dạ, mấy đứa nhỏ nó đi chơi hết trơn rồi. Sáng nay thì con cũng không đi được với mọi người nữa, con mất đi làm. Anh, một chút ăn sáng xong á, nhớ dẫn mẹ vô shop mua mấy bộ quần áo nha. Để dắt mẹ đi mua sắm luôn nha. Chứ em thấy quần áo mẹ cũ hết trơn rồi đó. Trời ơi, đủ mẹ mặc được, cần gì mua sắm con ơi, tiết kiệm đi con. Bà cũng quần áo của con có mới lắm đâu. Vậy thì con mua cho ba luôn. Nghe mẹ nói nè, bây giờ mẹ hạnh phúc, mẹ thấy con kiếm ra tiền được là mẹ hạnh phúc nè, mẹ hãnh diện gì con lắm. Khỏi cần gì mua cho mẹ hết ha. Nhưng mà mẹ yên tâm, con lo được hết, con mới mời mẹ. Thôi thôi, giống nhiều đi. Thay đồ đi, con kêu Phúc xuống canh con đó, rồi xong. Thay đồ. Thay vì nguyên chất ngon sánh miệng, thân thương tất thèm. Phúc ơi, xuống coi con nè, ba mẹ đi với anh rồi. Dạ, em xuống liền. À, để thao nước đây vậy trời. Xém xíu nữa là... Mà tại sao để thao nước ở đây? Ủa? Ai để thao nước trước cửa phòng em vậy? Xém xíu nữa em rửa mặt rồi đó. Ở đây. Thì sáng giờ có ai lên phòng con đâu. Thôi quan trọng gì đâu, thôi đi. Đây. Ủa vậy cả nhà đi hết luôn hả? Hả? Mẹ nè, mẹ không có muốn đi mà bị ép đi. Thôi bây giờ mẹ đi nha. Rồi ở nhà của Bo nó khóc gì thì cho em uống sữa, rồi có gì không biết nữa gọi điện hỏi mẹ nha. Dạ, vậy mọi người đi. Bye bye. Bye bye đi con, bye bye bác đi. Ở nhà không à? Trong đây nè. Thầy. Con qua chơi hả? Dạ. Ủa, cả nhà mình đi đâu hết rồi vậy thầy? Cả nhà rủ nhau đi nhà hàng ăn sáng rồi. Đi nhà hàng ăn sáng rồi hả? Ừ. Trời ơi, con đến sớm một chút nữa là con được ăn ké rồi, con đói quá. Ủa, nhà mình trong tủ lạnh còn gì ăn không ạ? Chú bếp coi thử đây. Dạ. Đi. Đi ăn sáng nha con. Đi thôi. Nà. Thầy Phúc, có bánh mì vậy thầy? Của ai vậy thầy? Của thầy đó. Vậy cho con ăn nha. Đói bụng thì ăn đi. Dạ, con đói quá. Ê, ở trên nhà. Tham ăn hút uống quá vậy con? Chuyện gì vậy? Từ thôi. Tham ăn hút uống quá. Từ thôi. Ơi, bánh mì đây là nước dẫn mà thầy ơi. Trời ơi, thầy Phúc ơi, cay quá. Ủa, mà bánh mì này dành cho mình ăn mà. Tại sao kỳ vậy? Em bỏ giống như đây. Chắc chắn có người muốn chơi mình rồi. Cũng may mình không ăn, may mình không uống á. Được. Long. Ừ. Con sao rồi? Con bình thường thôi. Thấy đỡ chưa? Đỡ rồi. Ủa? Cô Bo đâu rồi chú? Ừ, cô Bo của trong phòng rồi. Mà con thấy đỡ chưa? À, con đỡ rồi. Fire!
Mày tấn công á, mày tấn công á. Thằng kia đây. Chưa bắn gì mà. Bắn hả? Đòi bắn hả? Biết trò nguy hiểm không? Hả? Cái súng con bị hư rồi. Hư cái gì? Lỡ đuôi bắt người ta thì sao? Hả? Đau quá chú ơi. Đau hả? Biết đau hả? Đau hả? Đau đau hả? Bữa nay tụi con ngon quá ha. Dám cả gan chọc thầy hả? Cũng may đây là ở nhà chứ không phải ở trường. Nếu mà là ở trường, chú hạ bậc hành kiểm hai đứa rồi. Nghe chú dặn nè, từ đây về sau chú cấm sử dụng mấy cái này nghe chưa? Cấm cấm nghe chưa? Biết cái này nguy hiểm không? Lỡ bắn đuôi mắt người ta thì sao? Có phải làm khổ ba mẹ tụi con không? Hả? Hít ra đi. Thầy ơi, con xin phép con đi về trước. Ờ, vậy con về đi. Mà con ổn không? Con không sao đâu, con đi coi bói. Thầy bói nói là con sống đến 82 tuổi lận. Ờ, hy vọng là vậy. Chứ bây giờ con nói gì là chú không nghe đó. Con xin phép chú. Ờ. Hai cái đứa này, hít chưa? Hít đất. Hít đất hay là ngủ? Hít đất hay là ngủ? Hít cho đàng hoàng. Ủa? Mẹ ơi. Cái gì vậy? Tụi con bị sao vậy hả? Hít đất đàng hoàng. Sao vậy chú? Dạ, em phạt tụi nó. Vì tụi nó hổn với người lớn đó chị dâu. Chị dâu có ý kiến gì không? Hai đứa nha. Không. Tuy nhiên là... thầy giáo phạt học sinh thì phụ huynh làm gì có ý kiến được. Ok, ok. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Kêu, kêu gì? Ông ai cứu được tụi con đâu? Hết ra cho đàng hoàng. Cái gì vậy? Đó, chứ không phải là hấp nước. Thưa mẹ, con mới về. Trời ơi, Phúc ơi Phúc. Lúc này có chuyện gì mà sao? Trời ơi, đi được không đó? Con sao? Mẹ, lúc này con sao mà tối ngày say xỉn mà vậy Phúc? Có chuyện gì hả? Trời ơi, sao ông đẹp trai vậy mà bị vợ bỏ tợ dưới trời, ông lại bị tâm thần nữa chứ. Ai đưa ông vô bệnh viện đi. Trời ơi, ông tính kìa, ông tính kìa. Đưa ông vô bệnh viện đi. Né ra cho ông tâm thần đó. Ông tính rồi kìa. Ông làm gì hết rồi. Ông làm gì vậy? Sao có nằm ở đây vậy? Không có đâu luôn. Vậy bị bỏ bỏ là phải rồi. Cái gì vậy? Ai cần? Có chiếc xe, chở gì nóng to dữ. Hả? Hả cái gì bà hả? Em chồng bà đó, say rượu rồi gặp ai cũng kể hết mấy chuyện của bà. Nào là bà không biết dạy con, nào là bà khó tính, kênh kiệu. Mày dám đi nói xấu tôi tùm lum như vậy hả? Được rồi, cảm ơn bà nhiều nha. Chị hả cưng?